Sau World Cup 2022, sự tranh cãi của người hâm mộ về Ronaldo và Messi vẫn tiếp tục kéo dài. Bất chấp việc Messi đã vô địch giải đấu số 1 hành tinh, một cuộc so kè trực tiếp giữa hai ngôi sao này vẫn thu hút lượng lớn người xem. Trong hoàn cảnh ấy, PSG đã bất ngờ đồng ý tham gia trận giao hữu với Riyadh All Star, với thành phần là các cầu thủ chất lượng của Al Nassr và Al Hilal, hai đội bóng lớn nhất tại Ả Rập Xê Út. Riyadh All Stars không chỉ có Ronaldo, họ sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật khác như Ospina, González, Talisca hay là Ighalo. Nhưng dàn hảo thủ vẫn chưa thể so sánh với sức mạnh đến từ giải ngân hà ở sân công viên các hoàng tử. Paris Saint-Germain mang đến Ả Rập Xê Út những gì tinh túy nhất với Marquinhos, Ramos ở hàng thủ, tam tấu Neymar, Messi và Mbappe đều xuất hiện. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù trận đấu với Riyadh chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng mà PSG không chịu nể nang mà đã chủ động tấn công ngay từ đầu. Phút thứ tư, từ đường truyền dọn cổ của Neymar, Messi đã đệm bóng vào lưới trống trong sự bất lực của Ronaldo. Tới phút thứ 6, từ pha mất bóng của Messi ở giữa sân, CR7 ngay lập tức có tình huống đáp trả khi mà sút bóng từ xa nhưng mà không đánh bại được thủ thành Navas. Những phút tiếp theo, Messi và Ronaldo chứng tỏ những phẩm chất của hai cầu thủ thuộc hàng siêu sao. Mpunga sắm vai nhạc trưởng với hàng loạt đường truyền tạo cơ hội, trong khi CR7 là mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ PSG nhờ khả năng chạy chỗ và dứt điểm ấn tượng. Tới phút 33, Ronaldo bị đồng đội cũ Keylor Navas phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, siêu sao Bồ Đào Nha không mắc bất cứ sai lầm nào, mang về bàn quân bình tỷ số. Những phút còn lại của hiệp 1, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi PSG chỉ còn thi đấu với 10 người do tấm thẻ đỏ của Sean Bernard. Tuy nhiên đại diện của Ligue 1 lại vươn lên dẫn trước khi mà Marquinhos xâm nhập vòng cấm dễ dàng đệm bóng thành bàn sau đường tạt của Mbappe. PSG có cơ hội ghi bàn thứ 3 nhưng mà tiền đạo Neymar đã hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1. PSG phung phí cơ hội để rồi trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 45+6. Ronaldo tận dụng pha phá bóng hụt của Sergio Ramos để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục diễn ra trong hiệp 2, phút 53, Mbappe đi bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Riyadh All Stars trước khi căng ngang thuận lợi cho Ramos ghi bàn từ cự ly gần. Chỉ 3 phút sau, hậu vệ Hàn Quốc Jang Hoon-soo của Riyadh All Stars ghi bàn ở góc gần sau một quả đá phạt góc cân bằng tỷ số 3 đều. PSG được hưởng một quả phạt đền khác sau một tình huống chơi bóng bằng tay của cầu thủ đội chủ nhà.
Mbappe chuyển hóa thành công, nâng tỷ số lên 4-3 cho câu lạc bộ nước Pháp ở phút 60. Ronaldo rời sân ở phút 61. Ngoài ngôi sao Bồ Đào Nha, phía PSG, Messi cũng đã được rút ra khỏi sân. Sau đó lần lượt Neymar, Mbappe cũng được cho ra nghỉ. Khi mà Resort All Star còn chưa kịp gỡ hòa thì cầu thủ vào sân thay người Ketia đã kịp ghi bàn thắng thứ 5 cho đội chủ sân công viên các hoàng tử. Tất cả những gì đội chủ nhà làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số muộn màng ở phút 90+3. Tác giả của bàn thắng là Anderson Talisca với cú nã đại bác từ khoảng cách hơn 20m. Chung cuộc, PSG giành chiến thắng ngạt thở 5-4 trước đội bóng của Ronaldo. Cá nhân Ronaldo được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận vì đã ghi 2 bàn thắng. Vừa rồi là lần chạm trán có thể là cuối cùng của hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những video thể thao hay từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!